quá nặng, còn mấy ký đó nha. Trời ơi. Đẹp quá. Chị cái này bán nhiêu tiền ký chị? 280. Dạ. Năm mới làm ăn phát tài phát lộc nha. Dạ. Dạ. Anh nhiều sức khỏe nha anh. Dạ chắc vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video mới nhất của mình. Không có gì hơn, mình chúc cả nhà mình luôn có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay mà cả nhà mình cùng đi dạo biển và đi chợ ở Phú Yên cùng với mình nha. Đây là ngày thứ hai mình có mặt tại tỉnh Phú Yên. Đến Phú Yên mình thích nhất là đi vào mấy khu chợ, mấy khu chợ quê đó cả nhà. Bà con mình bán đồ ăn giá cả rất là bình dân, khẩu vị cũng hợp với mình nữa. Giờ này gần 6 giờ sáng rồi, trước khi lên chợ thì mình mời cả nhà mình cùng đi dạo biển. Đây là làng biển Mỹ Quang, thuộc xã An Chánh, huyện Tuy An. Chỗ này là gần với Tuy Hòa luôn, thành phố Tuy Hòa, sát bên. Nếu mà đi vào trung tâm của thành phố Tuy Hòa thì chạy xe tầm 15 phút. Năm trước thì mình có đến làng biển Mỹ Quang. Năm trước thì mình đi dạo ở Mỹ Quang Bắc, là thôn Mỹ Quang Bắc á. Còn nay mình đi dạo ở làng biển Mỹ Quang Nam, hai thôn sát nhau. Sáng nay mình thấy có mấy chiếc giả nè, mấy chiếc giả với mấy chiếc pha súc, rồi mành chủ. Bà con mình đánh trong đêm, mờ sáng vào 4 giờ 4 rưỡi là bà con mình đã vào rồi. Sáu giờ rồi mà cả nhà mình thấy trời nó vẫn còn tối không? Do phía đằng kia nó có nhiều mây á. Đó, bà con mình đang đưa hải sản lên á, mua bán nãy giờ. Tôm, mực. Dạ cô. Con cá bé người ta. Cá ba chầu ngon chứ. Cá đây 250 nghe một ký. Mở lên thử. Số 1. Rồi chị Hoa 200. 200 bữa thằng thằng Quýt là 200 con quế. 650 nè. 650 cái quế xíu là 220 hành bê cho. 650. Không, 200 không bé. Bé. 200 mà bé. Con này mà già hấp á, xong cuốn bánh tráng ngon lắm. Được, để cái gì cho bé ơi. Ờ, để lắm. Tôm này nó đỏ đỏ nè, giống như là mình mới luộc xong vậy á. Bên kia ghẹ, ghẹ màu nó cũng đỏ đỏ luôn. Tôm này về đổ bánh xèo nè. Tôm tích. Đây là chủ bài bé kinh gần đi. Phía xa đằng kia là hòn chùa nha cả nhà. Ở đó bà con mình cũng có nuôi hải sản đó, cá bớp, tôm hùm. Mực nang. Wow, mấy con tôm to to kìa. Dạ chào anh. Tôm ngon quá anh. Không sợ. Tôm sú anh ha. Cho em mượn con. Đó. Con này mà về hấp
hay là nướng xong chấm nước mắm hải sản á. Nghề giả thì đủ loại hải sản, tôm, cá, ghẹ, mực. Ở đây thì chắc không có sò ốc, còn chỗ mình giả thì nhiều lúc cũng cào được sò với ốc luôn. Bà con mình tranh thủ mua bán sớm để đem lên chợ. Ở đây thì hợp chợ sớm lắm, bán sớm tan cũng sớm, đồ ăn sáng cũng vậy cả nhà. Tới chợ mà tầm 8-9 giờ là bà con mình bán cũng xong rồi. Này cá cơm mồm nè. Của pha súp hả cô? Dạ. Ồ, cá đã quá cả nhà ơi. Cá này có giá lắm nè. Về chiên trứng hả cô? Dạ. 100 mấy ngàn nha. Cảm ơn cô. Dạ. Chị đang lựa cá, cá liệt nè. Mình cảm giác là mấy con cá liệt này nó suông hơn mấy con cá liệt mình thường thấy. Dạ. Thường là mình thấy mấy con cá liệt nó bầu bầu á. Cá nhỏ nhỏ vậy thôi, về nấu canh ngon. Trong có cá đù nè, cá sơn. Con này chắc một ký mấy hả? Dạ, mặt ống khướng nè. Trời ơi, nó dài chưa? Con đó, ba con, hai con dưới nữa. Còn bọn này lấy ra. Chạy nước ăn thử, chạy nước đi con của em. Ba con thứ tư nè. Bỏ ra cân đi. Anh chị dạo biển đi mua hải sản. Nước mặn với đá lạnh. Quá ngon luôn. 1 ký 4 hả? 1 ký 4 là thành 1 ký hồi nãy nói 300. Mực lớn này ăn nó giòn lắm nè. Cô dễ thương quá cô. Dạ. Con quay làng biển mình á cô. Dạ. Mình xin phép cô quay, cô nói để cô đổ cá ra cho mình quay. Đây cá gáy nè. Wow, con này to chưa? Ba con. Cá gáy này á, nếu mà nó nhỏ thì bà con mình hay gọi là cá lù. Trời ơi, quá đã. Cá này quá nặng, còn mấy ký cả nha. Trời ơi. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Chúc cô buôn may bán đắt nha. Dạ. Dạ con ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận về đây nè, ở Bình Thuận ké nhiều lắm mẹ. Dạ, con đi đủ thứ cô. Dạ. Con đi ấy hả, đi kia công ty hả? Dạ con đi mình con à, con quay YouTube á. Dạ. Cảm ơn cô nha. Chị đây là 300 ngàn của anh chị Sơn Lê bên Mỹ á. Em thay mặt gửi tặng cho chị nha. Mình cũng thay mặt bà con gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú anh chị đã luôn
đồng hành cùng mình để giúp đỡ cho bà con. Chị là cũng hơi tự ti đó cả nhà, thông cảm nha cô chú anh chị. Mình thấy chị vòng vòng ở đây nè, đi xin cá hay là nhặt mấy con cá người ta khi mà làm việc á, giờ ra ngoài đó cả nhà. Cái núi phía đằng kia là núi Chết Chài đó cả nhà. Còn phía xa chỗ mấy cái nhà cao tầng là trung tâm của thành phố Tuy Hòa. Dọc cái bãi biển này là thẳng xuống tháp Nghinh Phong á. Cô là mua cá xong là ủ mắm lúc này cô chú anh chị. Ủ với muối hộp á. Mắm cá cơm. Dạ chào cô. Làm mắm gì là còn gì bằng nữa cô. Dạ. Dạ. Đây cô nay mua được 3 lồ cá nè, 3 giỏ cá. Rồi ướp mắm luôn, bỏ vô cái hũ. Nói chị lên, nói lên cho nó. Dạ. Nói chế cơm. Dạ. Nói mắm, nhiều khẩu, béo mắm, nêm, rất là ngon. Nhưng chắc là thấy chưa? Để em mới làm, mới bảo em quay chắc có đồ vô. Dạ. Họ chắc cũng tốn cái dòng chỉ đâu mà ngồi chứ. Dạ. Mình để vô hũ vậy là ok hả cô? Hay là mình đợi thời gian nữa cô? Dạ, à, một tuần rồi mới bán. Dạ, tầm một tuần. Đây, muối hộp nè. Cá mới vô. Dạ. Dạ con chào mấy cô nha, mấy cô sức khỏe nha cô. Dạ. Mắm ngon. Sáu rưỡi rồi, bà con mình cũng làm việc xong. Tiếp tục video, mình mời cả nhà mình cùng lên chợ An Phú cùng với mình nha. Bà con mình làm việc nhanh gọn quá cho nên mình quay không có kỹ được, rất mong cô chú anh chị thông cảm. Chợ An Phú thì thuộc xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Mình từ làng Mỹ Quang đi lên trên chợ An Phú cũng gần. Xã An Phú và xã An Trắng là giáp danh với nhau. Chỗ đèn xanh đèn đỏ nè. Rẽ phải là mình hướng về Gà Nông, Gành Bà. Còn rẽ sang trái là hướng vào thành phố Tuy Hòa. Sáng nay thời tiết se se lạnh. Dễ hình dung nhất là cô chú anh chị và các bạn tìm trên Google Maps á, tìm là bãi biển Long Thủy là ra nha cả nhà. Chuối, hủ tiếu giò, bún bò, quán cà phê. Đặc trưng ở đây là những cái ngôi nhà xây kiến trúc ngày xưa cô chú anh chị, xây mái ngói á. Nếu mà nhìn từ trên cao nhìn rất là đẹp luôn. Năm trước mình tới đây á, là thấy chợ còn cũ. Năm nay là hình như mới xây mới hay là sửa lại nè cô chú anh chị. Đến đây mua hải sản cũng ok lắm nè cô chú anh chị.
Vừa bước vào là mình thấy cá to, trời ơi cũng cá chim. Cá chim với cá thu, trong kia cá bớp kìa. Bà con mình buôn bán trước khuôn viên của chợ cũng khá đông á. Cá bớp ơi, 10.000 nữa 340. Cá thu tươi. Chị con này mấy ký vậy chị? 2 ký 3 là mấy trăm ngàn hả chị? 320. Dạ. Dạ. Em quay được không chị? Đó. Wow, cái con tôm này nó màu đẹp chứ ta. Nó màu xanh xanh nè. Đẹp quá. Cảm ơn chị. Chị cái này bán nhiêu tiền ký vậy chị? 280. Cá bè, cá đỏng, cá giò, cá nhồng, mú mau. Dạ chào cô, chào chị. Cá đỏng hả cô? Có mấy cô mấy chị hơi mắc cỡ xíu. Dạ. Có cá xương xanh nè, hay còn gọi là cá nhái á. Dạ. Dạ. Con chào cô nha cô, chúc cô buôn may bán đắt nha. Cá ngừ, cá ngát. Dạ cô, vậy là cô có xem kênh của con. Dạ. 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 Sáng giờ bán được mấy con cô? Dạ. Cá này bán nhiêu ký vậy cô? Dạ. Này là cá ngừ sọc dưa gan nè. 90.000 ký. Con cảm ơn cô. Cá nhái này 70.000 ký. Cá này ngày trước bên ra biển á, mấy chú câu á, đã lắm, câu bằng cái mồi lông á, khi mà chạy ghe á, dắt đi, cái miệng của nó dài nè, nhiều dân lắm cho nên mình câu cái mồi mà mồi lông á nó dễ dính. Mấy con cá đỏ đỏ đó là con cá mú mau á, ăn cũng ngon, nhưng mà anh chị mà có lựa mấy con này á, thì cầm cẩn thận nha, nó chích một cái là sốt luôn á. Dạ. Bì vịt này bán sao rồi chị? Ngon quá. Cái này không? Giờ chị lấy chị cho 160. 160.000 ký. Dạ, Tết là 220. Dạ chị, vuốt ngon quá, vuốt tươi. Em mua gà ba lạng. Ba lạng rưỡi, lạng móc đi. Vậy là 28 chị. Chị mua vuốt này về làm món gì vậy chị? Chưa nợ lấy 2 ngàn rồi. Chị xào hả chị? 20 luôn. Xào cải. Dạ cái này nếu mà tươi nha. 18 á chị. Tươi chắc bỏ vô kho được không chị? Nếu là 3 ngàn thì giờ chị lấy 2 ngàn làm như đồ 20. Tươi cô làm mắm hoặc là mình có thể dùng để làm xoay mặn đó cô chú anh chị. Cũng ngon. Đó bịch đó là 15.000. Một chút nữa là 4 ngàn này. Đang sao tưởng. Cái này em tươi đâu nhé. Cái này 30 ngàn. Cái sòng.
Dạ, 15 ngàn là nấu nhiều lắm luôn á. Dạ, chị nhìn vậy thôi chứ chị nấu nhiều lắm á. Tại con vuốt nó dồn vô á, chị nhìn vậy thôi chứ chị lấy ra chị nấu nhiều lắm. Dạ. Chào chị nha. Dạ. Chị mua gì nữa không chị? Chị dễ thương. Còn cá lịch, cá lịch, cá căng, cá căng càng lớn càng ngon. Đó mấy con cỡ này nấu canh chua quá ngon luôn. Này, chấm hai bò vô đi, chị cho ông bệnh chị đâu có đâu mở hàng đi, đâu có ăn đâu. Mua tặng hả chị? À, mua cho cái ông già ông ở kia nhà ông bệnh. Dạ. Chị tốt quá. Ở đây là vùng quen của thành phố Tuy Hòa cho nên vẫn còn giữ được nét thôn quê. Dạ em chào anh. Anh ơi, đây là 500 ngàn của anh chị Sơn Lê bên Mỹ á, gửi tặng cho anh nha. Dạ. Anh nhiều sức khỏe nha anh. Dạ. Dạ, em chào anh nha. Dạ. 35 ngàn hai lạng. Mật này đổ bánh xèo hay là bánh căn thì cũng ngon. Chợ đang bắt đầu đông nè. Nhiêu hàng vậy cô? 10 ngàn. Một luôn đó, tấm thịt nè. Đừng ngồi bên đây được à? Tại si không ngồi được. 30, 35. Cá chích, cá hố, có mấy con cá suốt. Một ký. Chưa đầy ký nè. Yếu nè. Yếu thêm con hai con nữa. Lỗ hào đi, đúng chưa như này. Một ký hai con. Kè nó cái lỗ vô đầu. Còn một ký nha con. Cháu. Hai cua đi. Còn không ký hả? Hai cua mua ký này cán luôn á cua. Hai trăm ngàn ký. Còn ký hơn. Trăm à? Trăm bốn giờ biết luôn. Dạ chào cô. À chào con. Sáng giờ bán được không cô? Quần áo Tết bán được cô ha. Đẹp á bà. Đồ bổ á. Đồ này mặc mát lắm nè. À bán 500 ngàn. Bán sổ, sổ 100, bán lỗ luôn anh. Đấy, nhà quê bán 100 ngàn. Dạ. Đồ mặc thoải mái. Còn 7 năm chưa hư bộ đồ à. Dì của mình ngày trước là thích mặc đồ bổ lắm. Sữa đậu nành, sen rau,
rau muống, khổ qua, dưa leo, chuối. Trong đây là khu nhà lòng. Dưa từ lấy được. Đi vậy là chợ sơn lại cái mặt trước nha cô chú anh chị. Bánh canh bà con mình cục bịch bán luôn. Bánh này 10 không được nữa mà bánh hỏi lòng. Bánh chuối, bánh hỏi. Mua bả tủ lạnh rồi muốn ấy được không? Nè, dạ. Giao gì đây vậy cô? Đậu lan. Con xin đừng lên lên đây kinh thêm cho hả đi cho. Chạy rồi nhà bán. Không có trống không? Được túi á. Ờ, còn nhiều mua hết rồi bà đi gì vậy? Mua vỏ kìa. Mua cái này nè, mua này nè. Cái mua em mua cái đi, nó đang được cái nó. Cái này mua nữa. Cái này cái luôn nữa. Nè, nó nghe này. Cái luôn nữa. Dạ bác, không có chỗ ngồi hả bác? Hả? Không có chỗ ngồi hả bác? Dạ. Cái mềm bé gì nè. Cái này bác trồng luôn hả bác? Nghe rất là chị. Dạ. Ngày trước á là ăn rau á là không có thích sâu, bữa nay là thấy sâu lại mừng. Ăn cải không? Dạ không, cải nấu canh. Canh cà rốt. Canh cà rốt hả? Ờ, ngon lắm. Thì rốt nè, nó phải ở cạnh cái nó sẽ rốt luôn á. Đang đem mới cho tới sao ạ? Đắng thì sao? Không có. Được non mà. Hai lá gì cả. Có. Để bé cho bà. Để bé cho bé nghe mẹ nghe. Lâu lâu rồi đúng không? Ồ, ăn gì đâu hai người mà ăn ba bao cải chứ má. Xèo một chút à. Đâu nấu hai bó, tụi bé rỉ miệng bó như ta, đâu có lấy nhiều đâu. Phải. Ăn hết rồi thì bỏ hư. Cái gì? Mười miếng. Nấu hai bó, đưa tầm hai ngàn. Mấy ngàn? Ba ngàn không? Ờ, lấy rỉ miệng rồi, mình dẹp đeo. Ăn đi đâu không hết thì nó dẹp đeo nó chớ đó à. Bà chuẩn bị lên chấm hỏa thì nó quay, bà lên chấm hỏa. Dạ, bác. Là một bó này mấy ngàn bác? 10 ngàn bốn bó. Vậy ở bài làm đúng không? Dạ. Mua cái liền hết á. Dạ. Sao là sáng nào cũng đi bứt cải đi bán rồi kiếm tiền để mua cá về ăn, mua thịt về ăn. Dạ, làm gì được. Dạ. Có người dở trên đáy giờ dở xuống chợ, dễ đi cận đi bộ cũng được. Về ra luộc cái đây hả? Luộc nó chạm nó ngon. Luộc lên thì sao hả? Chợ sống rồi gì vậy? Bác là lớn tuổi đi đứng cũng khó khăn á. Là của con hết nhiêu bác? 25 ngàn con ạ. Dạ. Hai bịch. Hai bịch này mà có 25 ngàn thôi. Dạ bác con gửi tiền bác. Con gửi 30 ngàn luôn nha. Với con thay mặt anh chị Sơn Lê bên Mỹ. Này 10 ngàn. Tịch thấu này 5 ngàn. Dạ không có bác. Cái này là 300 ngàn của anh chị Sơn Lê bên Mỹ á. Dạ con thấy bác cũng lớn tuổi á. Dạ mà khó khăn á, chịu khó buôn bán á. Bác mừng cái ơn bác được con. Bác mừng cái được 50 ngàn à. Dạ cảm ơn nha con. Dạ dạ bác để tiền mua thịt mua cá về ăn. Dạ thông cái trả lại con. Lát thôi con cái này tiền của con. Dạ à, bác sức khỏe nha. Dạ tạo em cảm ơn nha. Dạ. Khu phía sau của chợ cải chua. Cải chua này kho thịt nè. Dạ. Củ kiệu, bắp chuối. Hả? Này mình muối với muối thôi á cô ha. À mình muối với muối thôi nha. Mình dạ. Muối với muối thôi nha. Dạ. Hai lộn. Hẹn lốt. Bỏ lộn đều như thế này. Khoai lang nhỏ nhỏ ngon. Ngon lắm, nó ngọt mà người ta ăn. Ủa, cái gì cũng nữa. Ờ. Còn đi điện lượng lấy ra
7 giờ là bà con mình dọn ra phía sau bán. Dạ chào cô. Khu phía sau cũng rộng á. Sữa, mặn, lê, táo, ổi. Khoai khai, khoai khai, khoai khai. Khoai khai hả con? Khoai khai, khoai khai. Dạ. Tôi kêu ngoài nha. Về nấu canh hay sao cô? Nấu canh. Dạ. Dài dài nè. Mình nhìn mình tưởng cô gái trắng không à. Hai là cà răng khác. Thêm hành nữa nào. Đậu dòng. Con chào cô nha cô. Dạ. Cô bán hết sớm về sớm nha. Dạ. Hàng thịt. Này là mình xay cho khách đúng không anh? Dạ, khách mới mua cá rồi đem tới mình xay làm chả luôn. Dạ. Xay xong là mình tính ký tính tiền. Một ký là mình nhận bao nhiêu tiền anh? Một ký 15 ngàn. Dạ. Một ký thì đây là thành phẩm đâu anh? Dạ. Đây thành phẩm này. Thành phẩm trước đó là 15 ngàn. Tôi có vậy đó hả? Trong đó là mình trộn ớt. Ớt, hành tiêu, ớt, tỏi. Dạ, muối. Hành tiêu, ớt, tỏi, muối. Đường, bột ngọt. Đường, bột ngọt. Em cảm ơn anh nhiều nha anh. Đập càng mạnh chả càng dai. Dạ. Tha lên lớp dầu á, dầu ăn á. Dạ em chúc chị sức khỏe nha chị. Dạ. Năm mới làm ăn phát tài phát lộc nha. Dạ. Dạ. Cá rau củ 55 ngàn ký.
Cá này ở đảo Phú Quý Bình Thuận Quê Minh hay còn gọi là cá chàm, làm chả cực kỳ ngon. Cái cô mấy chị mà chuyên làm chả thấy cá đậu củ này là thích lắm. Chú anh chị mình thấy đỏ đẹp không? Ốc tỏi, ốc khế. Còn cái này là cái lưỡi ốc khế nè. Cái lưỡi ốc khế. Cái nào? Dứt hết rồi. Đây dạ. Sao nó một cục mới ăn được không chị? Dạ ăn được cô. Rồi nhiêu đó đi cho mua về cho bé ha. Theo mẹ đi chợ. Hai chục ngàn. Dạ dạ. Dạ. Là cây 50 với cây 25 ngàn. Lấy hai cây đây luôn là 100 cho nó chạy một cờ nó mua chị một thêm ít quá rồi cha. Chị mời ngọt quá, mình không có từ chối được luôn. Rồi, em mua cho chị, cảm ơn em nha. Dạ. Chị rất là ngon. Đó là tặng thêm hả chị? Các hàng nha, đỡ chị lấy cái phần nha. Em ở đâu? Dạ, em ở Bình Thuận. Rồi này em, cảm ơn em nha. Dạ, em gửi tiền chị nha. Dạ. Dạ cô. Chợ mình là có cái giếng. Bốc tượng này kho tộ ngon lắm nè. Đợt trước mình lên hồ Đa My Bình Thuận á, bà con mình cũng hay bắt được. Cá này bán sao cô? 7.000 lạng đó cô. 7.000 lạng. Còn cá chép cô? Chép cũng vậy. Dạ. Nó đang cỡ gì 7.000 là lớp nữa rồi, nó tiêu hơn. Dạ. Đây con cá lóc nè. Cá lóc 7 ngàn rưỡi. 7 ngàn rưỡi các bạn. Cảm ơn cô nha cô. Cô đang dễ đứng điện thoại cô. Ở điện thoại sao mà vô nó đẹp vậy ạ? Dạ chị. Điện thoại sao mà vô nó đẹp vậy ạ? Chú, quay xe rồi ở kia cũng thấy luôn. Dạ đúng rồi chị. Cô bán chả cuốn. Chả 10.000 một cuốn thôi. Chua, có bừa. Bán ngon bi bún khô 15 ngàn nữa. Cũng 10.000 luôn. Siêu ớt. Bán đăng đi đây 10.000 nữa. Cảm ơn cô. Này nước mắm để chấm bánh chén cuốn. Mời cả nhà mình ăn sáng nha. Chả cá với chả lụa. Dạ. Nước mắm ở trên là một lớp đậu phộng. Chả cuốn này cũng dễ ăn đó cả nhà. Rau sống dưa leo chả ăn hai phần này xong là mình no luôn á, no tới trưa luôn. Chạy mời chím nha. Chả lụa.
loại cá mà ăn ở vùng biển đa số chỗ nào cũng ngon. Trứng cút này dạ, đây chả lụa em mới mua á, em gửi tặng anh luôn nha. Dạ anh, hồi nãy mình mới gặp á cả nhà. Dạ bánh xèo tôm, giá hành. Cái này là bánh xèo không, bột không thôi. Có mực nữa cô chú anh chị, mực bèo á. Chợ đây chứ, chợ đây cao luôn các bạn. Chị như một cái này là mình bán sao chị? 5.000 hai cái. Dạ, 5.000 hai cái. Nắm lên. Mình ăn tầm 15.000 6 cái hay là 10.000 4 cái rồi để bụng ăn thêm mấy cái đồ khác nữa. Cái cây ngang lại. Cầm mấy chục ngàn là ăn quá no. Mấy nhiêu không? Giá không thì kia là 10.000 10 cái. Dạ. Bánh xèo không là 1.000 một cái. Dạ. Giá là 5.000 một cái. Uống này, uống này. Là mày giấy ra lạ mà viên này. Dạ, coi nó biết á. Dạ. Cho giờ nó ra cái. Cô uống với con ly nha. À, con mời cô ly nha. Uống ngay. Giờ nó coi coi. Coi nó ra biết liền ha. Dạ. Dạ chị. Ra nó quay biết liền. Cô con mời. Cô ly cô. Lấy em ly nước cam nha chị. Chị bán nước ép cà chua, ép ổi, thơm. Có nha đam. Dạ. Ê, anh ơi. Vào chợ An Phú á, cả nhà mình rẽ sang tay trái, đi vào phía trong là khu bán đồ ăn sáng, bên kia cơm gà. Mười hai ngàn một ly. Dạ em gửi tiền chị. Mẹ nhìn tội em. 5.000 khỏi giả. Mực cô, giúp cô, cá chỉ. Chị quen. Mắm ruốc 75 gì cái đây 400. Cá cơm là 475. Mua thêm mực gì nữa chị, 75 đúng không? Dạ. Em mua nữa, nếu mua mực thì bớt. Em có mua mực thì bớt. Dạ dạ, mai có mua nữa em bớt. Bây giờ mình mua nữa thì bớt nè. Mua nữa em bớt. Quan trọng là có mua không mua thôi. Dạ. Quan trọng mua không mua thôi, đúng rồi. Cái này để lâu đâu được ta. Chờ anh đỡ 1 năm cũng vẫn được. Không gì bỏ tủ lạnh á. Anh để giờ bỏ tủ lạnh ngăn mát bỏ 1 năm vẫn được. Không lâu, để lâu được phải không? Dạ được, em bao hen anh bỏ 1 năm, em bao hen anh. Em dám nói. Để lại đó cô, để lại. 1 năm 2 năm vẫn được. Để hả? Có gì ạ? Được biết nè. Giống 4 lần rưỡi quá ta. Là yếu yếu không à. Hai cái đều yếu hết chưa. Mà đó nửa ký. Ờ nửa ký. Nửa ký đó nè. Đó. Đâu giờ bán. Cô chú anh chị mình mà có mua mực khô này á, bảo quản là nên bỏ vào ngăn đông á. Bỏ ngăn đông phải không? Dạ ngăn đông thì để lâu lắm. Ngăn mát cũng được nhưng mà mình để vài hôm thôi. Tại vì để ngăn mát thì nó hay đút cái nước á nó khô. Đây là sim đây nên đi chờ á. Chứ không phải cô em đâu. Là cái 5.000 cá đét em. Gọi là cá đét hả cô ha? Cá đét vô. Để mình nhìn cái con cá này giống cá gì ở quê mình.
cái điếc. Con cá này hình như con gọi là cá khoai nè. Ờ đúng, dài rồi, dài đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, gọi dạ. Là cá khoai đúng không? Mà đây gọi là ăn nó không có quá mặn á. Đúng, nó lẹt xèo. Dạ. Lẹt không? Lẹt lẹt nha. Lẹt xèo á, để em nói anh mẹ. Giống nhau ở đâu vậy? Giống nhau, giống nhau, giống nhau, lẹt xèo. Mua em gái. Mua gì chị nha. Hết luôn, nhiêu đây là cô chú mua nhiêu á cô? Dạ 8 năm 7 à. 86 à. 87 bớt 10 ngày 86 à. Dạ. Mua em. 65 ngàn. 6 à. 6 rồi đó. À 6 à. Đây. Đó nói đi. Bảo ông giỏ. Đó là một cô, một rim mấy em, một rim nữa. Một rim. 870 ngàn nữa chị. Phải 30 ngàn. Rồi. Đúng rồi, đúng không? Rồi đúng rồi. 870. Hai cái kia là 800. Chứ nhiêu đây là ăn lâu lắm. 65 ngàn. Đúng rồi. 865. Đưa em đi. 800 này nè. Đưa em thấy là 40. À một cái điếc đây em. Cái điếc rim mà khoa. 900 đi thấy là 60. Đây 60 nè. Cái này 40 kéo, 40 kéo. 900 giờ rồi. 900 này hết 40 kéo. Rồi thấy là 40 hả? Dạ giờ này cũng 9 giờ rồi. Bà con mình mua bán cũng sắp xong. Cả nhà mình mà có đi du lịch ở Tuy Hòa hay là Tuy An á thì nhớ cái qua chợ An Phú với làng biển Mỹ Quan. Mình cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình. Có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua. Thì video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Giờ mình cũng xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của mình nha. Dạ bye bye.